Sơn Động Gỗ giới thiệu với các bác bức long mã gỗ gỗ sụn hương ạ. Ngủ trên bao tiền, ngủ rất là sắc nét từ những cái vảy của con ngựa này, con rồng này. Dầu con rồng rất là sắc nét. Quay tỉ dẫn cho các bác xem. Lúc này có rất là nhiều nu vân rất là đẹp, rất là sắc nét luôn ạ. Đo qua về kích thước cho các bác. Cái này gỗ sụn hương, cao 33, ngang là 25. Sâu 15 ạ. Rất là đẹp. Các mua hàng có thể liên hệ với cả sở hữu gỗ qua số điện thoại được ghi ở dưới.